rồi, đang bắt đầu ở chợ Bảo Lạc. Tới ngã ba rồi. Để phải, xin lỗi. Tới ngã ba, rồi phải, rẽ phải nha Hùng ơi. Tiếp tục chạy thôi rồi. Cao Bằng với tôi như là một mối kỳ duyên khi mà liên tiếp trong 3 năm 2016, 17 và 18 đều có dịp qua đây, mà cả 3 lần cũng chỉ vì một con đèo, đèo Cốc Trà. Con đèo với hổ danh Thập Bát Sơn Đạo Trùng Quen, đây quả là một hiểm địa, một thắng cảnh mà chỉ cần nghe tên và nhìn trên bản đồ thì bất cứ biker nào cũng sẽ thấy bờ lút trăng sông màu mão lãng tử nó tăng lên rần rần trong huyết quản. Lần đầu năm 2016 là với độc thủ đại hiệp Dương Quá Thượng Thận. Năm 2017 là để lấy lê với dầu tiếng đại gia Mặn Võ. Và năm nay là đồng hành cùng với Phạm Văn Trạng và Đa Nhiên Hùng. Tỉnh Cao Bằng ngày nay với diện tích gần 7.000 cây số vuông nằm ở trung tâm Tây Bắc nước ta là một vùng đất vô cùng kỳ thú. Sông suối chập trùng lãng lý, núi non chớn chở muôn trùng, đất hiền hòa xanh xanh như ngọc bích, trời cứ như trao miên phỉ thúy một màu, và mây trùng mây như ngàn nghìn thu hoa, mãi mãi bay bay một tâm hồn bất tận. Theo truyền thuyết, chính chúa tranh vua của người Tày với nhiều đối chứng khả tín nói về thời lập quốc của An Dương Vương Thục Phán và nước Nam Cương. Rồi sau này, những câu chuyện về người anh hùng Nùng Trí Cao thời nhà Lý, chuyện nhà Mạc thoái thượng Cao Bằng, và gần đây nhất là lịch sử kháng chiến chống Pháp với căn cứ địa Bắc Bó, với chiến dịch biên giới năm 1950 và cuộc chiến vệ quốc năm 1979, thì non nước Cao Bằng quả là một vùng đất phát tích và cũng là vùng đất địa linh nhân kiệt của cơ đồ Việt Nam vậy. Nếu Tây Bắc với đặc thù là ruộng bậc thang, Hà Giang là núi đá muôn trùng chớn chở, thì địa mạo Cao Bằng tình cờ lại khá phù hợp với cái tên của vùng đất, cao mà bằng. Núi cao thì cứ cao, mà những nơi trồng lúa thì từng khoảnh lại cứ phẳng lì, nên cảnh quan Cao Bằng, nhất là từ Cần Yên đi về hướng đông, lại có một nét riêng thú vị. Từ Hà Giang về Cao Bằng, dù từ hướng Đồng Văn theo quốc lộ 4C hay Bắc Mê theo quốc lộ 34 thì ta cũng sẽ qua thị trấn Bảo Lâm, nơi sông Nho Quế và sông Gâm hội tụ. Rồi từ đây ta có sẽ có dịp thử sức, thử lòng mình với một cung đường vừa hiểm trở vừa quyến rũ đối với những người có máu giang hồ, đó là cung đường vệ quốc. Cung đường này chạy theo dọc biên giới Việt Trung, gồm quốc lộ 4A là hậu thân được vinh danh của những DT 217, 204, 210, vốn là những cung đường tuần biên của tỉnh Cao Bằng. Theo cung đường này, ta sẽ đi qua những vùng biên diện Cốc Bục, Khánh Xuân, Bản Phương trước khi đến đèo Xuân Trường, con đèo 18 khúc Thập Bát Sơn Đạo Trùng Quen. Và sau khi đã lên ruột xuống gan, tâm can ngất ngưỡng thì thung lũng Xuân Trường, một bản đẹp như địa đàng nằm giữa những dãy núi dây quanh, sẽ làm cho lữ khách bồi hồi như lạc lối và lạc cả tâm hồn. Đường đèo sau mỗi năm đã càng tốt và an toàn hơn, nhưng cái cảm giác phấn khích thì vẫn tuyệt nhiên y cựu. Đứng ở chân đèo, muốn nhìn thấy đỉnh đèo, ta phải nhìn vật ngược lên 9 tầng trời như câu tuyệt cú Hoàng Hà Diễn Thướng Bạch Văn Giang của trong bài Lưng Châu Từ của nhà thơ Đợi Đường Dương Chi Hoán. Để vượt 18 khúc trùng quan này, xe phải vừa mạnh mẽ mà lì hơi, người phải vừa kiên tâm tráng khí mà phải vừa hết sức cẩn trọng để phòng không phút giây sao nhãn. Để rồi khi vượt qua 18 đoạn cua ngặt nghèo trên đỉnh đèo, ta sẽ thấy lòng mình một cảm giác thăng hoa bềnh bồng như mây gió. Và sau một lúc dừng chân trong tiêu sái thì rồi tiếp 3 lần đổi hướng đổ đèo, thì thung lũng Xuân Trường sẽ đón ta với một mùa vàng ấm như hơi thở. Xuân Trường là tặng vật mà thiên nhiên ưu ái dành cho những ai đã vượt qua Cốc Trà. Mùa năm nay được may mắn đến với Xuân Trường đúng vào thời điểm đẹp nhất của ngày mùa,
Những bức ảnh trong bài sẽ nói lên cái phần nào sắc màu hồng thắm của Xuân Trường, còn cái hương đồng nội ngọt ngào của mùa lúa mới, của khói đồng sương lam thầm kín nơi bờ núi, hai tiếng cười hồn nhiên của trẻ thơ vui mừng nhảy múa chào đón ngày ấm no, thì chắc chỉ dành cho những ai có công đến đó. Sau Xuân Trường, cung đường cũng sẽ đưa ta qua Lũng Mật, Nà Tím, Nậm Hùng và một cung đèo 20 tầng trước khi đến với Nà Én. Và ở Cần Yên, nhóm đã rẽ phải theo DT204 để về thị trấn Thông Long trước khi hướng về thành phố Cao Bằng để hướng về Bản Dốc. Nếu có dịp về Cao Bằng thì bất cứ lữ khách nào cũng sẽ ngất ngây với đất trời biến ảo và bồi hồi với tình người chân chất xứ Cao Bằng. Và khi phải chia tay thì cái cảm xúc Cao Bằng sẽ lưu lại rất lâu, thậm chí là mãi mãi trong lòng người diễn khách. Đang anh Hùng đang chạy lên. Trời ơi, tôi chụp mấy anh làm lơ tôi, bạn bè kì vậy.